đàn linh dương vươn mình tỉnh giấc tại nơi rừng xanh hoang dã mỗi sớm mai. Chúng nhận ra việc mình chắc chắn phải làm vào ngày hôm nay đó là phải chạy nhanh hơn để thoát khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi, nếu không chúng sẽ bị sư tử đuổi kịp và sơi tái. Tương tự như vậy, mỗi sớm mai thức giấc, sư tử cũng phải tự dặn lòng mình sẽ phải chạy nhanh hơn nữa để đuổi kịp con linh dương chạy chậm nhất đàn. Dù số phận có an bài là linh dương hay sư tử, thì khi mặt trời mọc, chúng cũng phải dùng hết sức lực để chạy nhanh hơn ngày hôm qua, chạy nhanh hơn tất thảy để thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chúng ta đều phải chạy thoát khỏi vòng xoáy cuộc đời. Sa mạc, cuộc sống ở đây rất khắc nghiệt. Những loài vật sống ở đây phải thích nghi với nhiệt độ khắc nghiệt, không có nơi ẩn náu và rất ít nước. Những kẻ sống sót là những kẻ được trang bị tốt, biết ẩn náu giỏi. Một vài con tấn công với tốc độ kinh hồn. Nhiều con lại có nọc độc chết người. Lượng thức ăn và nước uống ít ỏi ở sa mạc khiến cho sự sinh tồn càng trở nên khó khăn. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến giành giật sự sống. Các giác quan của chúng vô cùng thính nhạy. Cơ thể của chúng được bảo vệ cực kỳ tốt. Hành vi của chúng có thể rất kỳ lạ. Răng và móng vuốt đều sắc. Thân mình được lớp áo giáp bảo vệ. Đây là những sinh vật đã chiến thắng trong cuộc chạy đua sống còn. Trong vũ trụ, trái đất được ví như một viên ngọc xanh. Nó là hành tinh duy nhất mà ta biết có nước trên bề mặt. Nước đã xuất hiện ở đây được 4,5 tỷ năm. Nó bao phủ hơn 2/3 diện tích bề mặt trái đất. Sự sống bắt đầu ở dưới biển. Từ những tế bào đơn nhỏ bé đến loài cá nguyên thủy và các động vật giáp xác. Khoảng 5 triệu năm trước đây, chúng đã lên bờ sinh sống. Chẳng sinh vật nào có thể sống mà thiếu nước. Nhưng có những nơi hầu như không mưa. Nơi các đám mây bốc hơi dưới sức nóng của mặt trời. Sa mạc. Thách thức không chỉ là việc thiếu nước. Sa mạc có thể nóng tới 50 độ C, cũng có thể lạnh tới âm 20 độ C. Khó mà tưởng tượng lại có sinh vật nào sống được ở những điều kiện khắc nghiệt như thế, nhưng vẫn có. Quan sát kỹ mặt đất nứt nẻ và các đụn cát nóng chảy sẽ giúp ta thấy được những sinh vật kiên cường nhất trên trái đất. Những loài vật sống được ở sa mạc là những kẻ sống sót tuyệt vời. Sa mạc nóng nào trên thế giới cũng có một kiểu địa hình đặc trưng. Từ các cao nguyên đầy đá sỏi cho tới những ngọn núi khô cằn. Loài vật sống sót ở mọi châu lục, trừ Nam Cực. Từ các đụn cát của sa mạc Sahara cho tới những tảng đá và bụi xương rồng ở châu Mỹ. Và chúng đã có mặt từ rất lâu. Bọ cạp.
một trong những sinh vật cổ đại nhất trên trái đất, xuất hiện từ khi loài vật đầu tiên chuyển từ biển lên sống ở trên cạn. Không khó để hiểu được lý do tại sao. Chúng đều có vũ khí chết người ở hai đầu cơ thể, bộ áo giáp bảo vệ chúng khỏi các loài săn mồi và cái nóng của sa mạc. Tất cả các loài bọ cạp đều có càng ở đằng trước và một ngòi đốt chứa nọc độc ở phần cuối của đuôi. Có gần 2.000 loài bọ cạp khác nhau, dài từ 9mm đến 21cm. Chiêu thức đầu tiên giúp chúng sống được ở sa mạc là tránh cái nóng của ban ngày. Chúng ẩn nấp dưới các tảng đá và trong những hốc cát. Khi mặt trời lặn, loài săn mồi này bắt đầu bò ra ngoài. Bóng tối còn đem lại cho nó sự bảo vệ khỏi kẻ thù, cũng như bữa ăn từ các loài vật sống về đêm. Bọ cạp có từ 6 đến 12 mắt, nhưng không dùng thị giác để săn mồi. Chúng săn mồi bằng cách chạy, mai phục và bằng những sợi lông nhỏ rất nhạy cảm. Ngay khi con bướm đêm chạm vào một sợi lông đó, con bọ cạp sẽ tấn công. Nó dùng càng kẹp con mồi. Cái đuôi ngay lập tức phun độc vào nạn nhân. Con bướm đã tê liệt và giờ bọ cạp có thể nhẩn nha thưởng thức nó. Bọ cạp ăn bất kỳ sinh vật nhỏ nào chúng bắt được, thậm chí cả thằn lằn và chuột. Ngòi đốt của nó có chứa hai túi nọc độc và một cái kim có ngạnh sắc. Thậm chí, miệng của chúng cũng có cấu tạo như móng vuốt để xé nhỏ thức ăn, giúp tiêu hóa dễ dàng. Việc giao phối cực kỳ nguy hiểm. Cả con đực và con cái đều hành động cẩn trọng. Con đực này đã phun tinh trùng xuống đất. Nó đang cố đưa con cái đến chỗ này mà không bị đốt. Sau đó con đực lùi lại nhanh chóng để không bị cắn. Bọ cạp có cuộc sống cô đơn, nhưng chúng đã duy trì được hơn 420 triệu năm trong một cuộc chạy đua sống còn. Phía tây nam châu Mỹ, nơi có ba sa mạc Sonoran, Chihuahuan và Mojave. Nó nổi tiếng với các cao bồi, các hẻm núi và rắn chuông. Những kẻ sống sót điêu luyện của sa mạc, chúng có lớp vảy dày chồng lên nhau và khứu giác rất nhạy bén. Bất kỳ kẻ nào sống ở đây đều nghe được một âm thanh cảnh báo. Rắn chuông có thể dài đến 2 mét. Chúng rất nhanh, ghê gớm và có nọc độc chết người. Chúng là một trong số 10 loài rắn độc nhất thế giới. Mỗi chiếc răng nanh đều nối với một tuyến nọc độc lớn ở đằng sau hàm. Khi rắn chuông cắn,
tuyến nọc độc thu lại, ép nọc độc vào răng nanh. Một con chuột nhảy hai chân đuôi cờ đã ở trong tầm mắt của con rắn. Cuộc đua bắt đầu cho con mồi và kẻ săn mồi. Nhưng hôm nay, con chuột có khả năng chiến thắng. Nó cũng có những kỹ năng sinh tồn tuyệt hảo ở chốn sa mạc. Nếu nó tới đủ gần, con rắn sẽ dùng lưỡi đánh hơi được nó. Nhưng nó đang bối rối. Con chuột đứng im. Con rắn không đánh hơi được nó. Con rắn di chuyển. Con chuột lại đứng im. Con rắn lại mất dấu con mồi. Sau đó là một màn trình diễn gây ngạc nhiên. Con chuột tận dụng cơ hội để trốn thoát. Con rắn chuông đang cố tìm con chuột. Nhưng hẳn là nó đang rất đói. Cuối cùng thì hôm nay, con rắn cũng chiến thắng. Rắn chuông thường săn mồi bằng cách mai phục. Nó nuốt chửng cả con mồi. Chất dịch trong dạ dày rắn chuông có thể tiêu hóa mọi thứ, kể cả xương. Ở sa mạc, không có mẩu thức ăn nào bị bỏ phí. Nhưng những con rắn đầy sức mạnh này lại có một kẻ thù không ngờ. Một loài vật di chuyển nhanh. Một con chim, nó có thể biến một loài săn mồi thành con mồi. Chim cu. Chim cu là loài săn mồi nhỏ, có tốc độ cực nhanh. Chúng rất thích ăn rắn chuông. Chúng chỉ có thể bắt được những con nhỏ. Vì thế với rắn chuông, tiến được tới giai đoạn trưởng thành là quá trình gian nan nhất. Dưới cái nắng chói chang của mặt trời, không nhiều sinh vật có thể chịu đựng được lâu. Các loài vật cần được trang bị tốt để đối phó với cái nóng và khô. Quái vật Gila. Đây là một loài thằn lằn đặc biệt. Nó sống ở những sa mạc bỏng cháy ở phía tây nam châu Mỹ. Màu da sặc sỡ của nó là một lời cảnh báo. Vì quái vật Gila có hàm như của chó bun và nó là một trong hai loài thằn lằn trên thế giới có nhát cắn chứa nọc độc. Quái vật Gila sống gần các hồ nước. Chúng là động vật săn mồi với cái mũi rất thính nhạy. Chúng có thể ngửi được mùi thức ăn từ rất xa. Di chuyển không nhanh, nhưng giống như các vận động viên marathon, chúng có sức bền cực tốt. Con thằn lằn này đã đánh hơi được con mồi tiềm năng.
Một con chuột nhảy đuôi cờ quá nhanh với nó. Nó không hề lo lắng. Các giác quan của nó cho biết con mồi đang ở dưới lòng đất. Móng vuốt sắc giúp nó đào được lớp đất cứng để tìm được con mồi. Lũ chuột mới sinh không có khả năng tự vệ. Quái vật Gila nhanh chóng giết được chúng. Nọc độc của nó có ở trong nước bọt, nên đi từ răng của quái vật Gila vào cơ thể con mồi. Con thằn lằn này đã tìm được một bữa ăn giàu dinh dưỡng ở nơi sa mạc hoang vu. Nó sẽ sống để đi ăn thêm được một ngày nữa. Quái vật Gila có thể dài tới 60cm và nặng 2,5kg. Và chúng được trang bị rất tốt. Mỗi một chiếc vảy lại được chống đỡ bởi một mẩu xương. Đây là điều tuyệt vời, vì quái vật Gila rất hung hăng. Cuộc chiến của các con đực rất nguy hiểm. Khi cả hai đều có nhát cắn chứa nọc độc, chỉ những con khỏe nhất mới được quyền giao phối với con cái. Và đây lại là một câu chuyện khác trong cuộc chạy đua sống còn. Khi cái nắng làm bốc hơi hết các hồ nước, điều này thật nguy hiểm cho quái vật Gila. Nó phải giữ lại nhiều nước nhất trong cơ thể. Nếu muốn sống sót, nó phải thoát khỏi ánh nắng mặt trời. Sa mạc là nơi sinh sống của nhiều loài thằn lằn. Mỗi loài lại thích nghi với một kiểu sinh tồn khác nhau. Thằn lằn cổ diềm có hai chiêu thức gây ngạc nhiên để trốn thoát khỏi kẻ thù. Nó có thể chạy bằng hai chân, vừa nhanh hơn vừa trông chừng được nguy hiểm. Khi bị đe dọa, cái diềm của nó sẽ dương lên, khiến nó trông to lớn hơn nhiều lần. Thằn lằn quỷ gai cũng có bộ áo giáp ấn tượng, khiến kẻ khác khó mà ăn được nó. Và nếu như bạn không có diềm hay gai, khi nguy hiểm cận kề, hãy thử biến mất. Đó là chiêu thức của thằn lằn đuôi vằn. Cự đà có thị lực rất đáng nể, chúng có thể nhìn được từ rất xa. Chúng có con mắt thứ ba ở trên đỉnh đầu để cảm nhận ánh sáng và các hình khối. Sa mạc trông có vẻ như hoang vu, nhưng lại có tới hàng triệu sinh vật sinh sống. Loài kiến. Ở đây, những kẻ sống sót thành công nhất là những kẻ nhỏ nhất. Kiến sống ở dưới mặt đất, tránh xa cái nóng. Chúng để lại mùi trên đường để giúp đồng loại đi về nhà hoặc tới nơi có thức ăn. Chúng đi kiếm mồi theo đàn, nhưng kiến cũng luôn phải chạy đua với những kẻ khác. Chúng là bữa ăn của những con vật có tốc độ nhanh như chớp và cái lưỡi dính. Và một loài thằn lằn kỳ lạ của Australia. Thằn lằn quỷ gai. Những con thằn lằn với bộ giáp hữu hiệu này
ăn tới hàng nghìn con kiến mỗi ngày để tồn tại. Thằn lằn quỷ gai là những kẻ săn mồi, há miệng chờ sung. Chúng sẽ tìm một nơi tốt gần nơi đi lại của con mồi, đợi con mồi đi qua trước mắt mình. Sẽ luôn có cái ăn ở sa mạc nếu bạn giỏi bắt kiến và những loài côn trùng khác. Thằn lằn quỷ gai cũng ăn ong bắp cày, châu chấu và bọ cánh cứng. Chúng có khả năng cải trang, có tốc độ và nuốt chửng con mồi. Ở sa mạc, thằn lằn là những kẻ chạy đua đầy kỹ năng. Sa mạc Sahara, sa mạc nóng nhất trên thế giới. Để sống ở đây, bạn phải vô cùng kiên cường hoặc cực kỳ thông minh. Hầu như chẳng có gì sinh trưởng được trên biển cát vô tận này. Đây là một loài sống sót đặc biệt ở sa mạc: bọ hung. Bọ hung là một nhánh của bọ cánh cứng. Bọ hung là loài ăn phân. Chúng ăn các chất thải của những động vật khác. Nghe có vẻ không hấp dẫn, nhưng chúng là các anh hùng vĩ đại của sa mạc. Chúng không chỉ sống sót mà còn biến sa mạc thành một nơi mà những sinh vật khác có thể sinh sống. Chúng có được mọi thứ mình cần từ phân của các loài khác, từ thức ăn, nơi ẩn náu, thậm chí là nước. Thật khó tin khi một sinh vật lại có thể sống ở một nơi khắc nghiệt đến thế. Có một dân tộc từ thời cổ đại đã rất kính trọng loài bọ nhỏ bé này. Đó là người Ai Cập. Giống như loài bọ hung lăn cục phân tròn, người Ai Cập cho rằng bọ hung cổ đại lăn mặt trời qua bầu trời. Bọ hung cực kỳ khỏe. Một con bọ hung có thể lăn một quả cầu phân nặng gấp 20 lần trọng lượng của nó. Cũng giống như con người đầy một quả cầu có kích thước bằng một chiếc xe ô tô nhỏ. Dù vậy, chúng vẫn có thể đẩy vật nặng đi theo đường thẳng. Và chúng có sức bền của một vận động viên marathon. Chúng biết mình phải thu thập nhanh chóng, vì xung quanh một đống phân mới, lúc nào cũng có nhiều con bọ hung háu đói. Các con đực là những bạn đời rất khoan dung. Nhiệm vụ của chúng là mang những đống phân lớn. Và con cái thường xuyên đi nhờ con đực. Và hơn hết, những con bọ hung kỳ lạ này còn là các thợ làm vườn của sa mạc. Bằng cách chôn phân, chúng đang chôn theo rất nhiều hạt giống. Chúng đang giúp các hạt giống nảy mầm ở những nơi khô cằn. Bọ hung còn có thể là những tên trộm. Chúng phải thường xuyên trông chừng những con bọ khác muốn đánh cắp đống phân quý giá của chúng.
Dù vậy, bọ hung có một khả năng kỳ diệu. Chúng dùng dải thiên hà để định vị, một khả năng tinh vi của nhà vô địch nhỏ bé của sa mạc. Bọ cạp đã sống sót được hàng triệu năm, còn rắn chuông lại dùng âm thanh để cảnh báo, khiến những kẻ muốn tấn công chúng phải lùi lại hoặc để đánh lạc hướng con mồi. Những con thằn lằn này đều có thể di chuyển rất nhanh, có hình thù hoặc thói quen kỳ lạ. Còn gì tuyệt hơn việc một con bọ hung đẩy một cục phân tròn? Những sinh vật này là những kẻ sống sót thực sự trong những cuộc chạy đua sống còn.